Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Sunday River ở bang Maine của Mỹ mở màn mùa Giáng sinh, băng man trượt tuyết không thể nổi bật hơn. Năm nay, có cả một ông già Noel trong bộ đồ lấy cảm hứng từ phim Kẻ đánh cắp Giáng sinh. Đây là năm thứ 21 khu trượt tuyết này tổ chức ngày ông già Noel trượt tuyết. Không chỉ để cho vui, sự kiện còn có ý nghĩa nhằm quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của địa phương, chuyên khuyến khích giáo dục và giải trí lành mạnh cho trẻ em. Tôi đã tham dự 17 năm rồi vì đây là cách hay nhất để khởi động mùa và tôi cũng thật lòng tin tưởng vào sứ mệnh của sự kiện nữa. Sự kiện năm nay quyên góp được $4,640 với sự tham dự của hơn 250 người.